Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn đây là một đống cua đấy. Cái này mà thả ông trúng thì thôi rồi các bạn này. Con cua này đấy, các bạn băm nhỏ với ốc bươu vàng và dung đất đấy, làm mồi á thì lươn rất là nhiều mà cua nó cũng không vào bịt ống các bạn. Các bạn thấy không, rất là ngon các bạn ạ. Ở quê mình thì một cân cua như thế này là 50.000 hoặc là 35.000 tùy. Nếu mà to hơn thì là 50, 70 các bạn ạ. Đấy. Mình mới về quê các bạn ạ. Nên là sắp tới sẽ làm rất là nhiều video để quảng cáo với các bạn. Đây là giam này họ bắt ngoài đồng các bạn. Trời mưa đó, ở quê mình bão đó, lụt này, nên nước lên nhiều nên giam cua nhiều lắm. Mèo 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 mèo. Mèo. Đấy, các bạn thấy không? Nên ai có nhu cầu mua cua mình cũng bán luôn. Đấy. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại.